Chúng ta tiếp tục câu số 64, cho hàm số y bằng fx đạo hàm trên r, đồ thị hàm số y bằng f phẩy x được biểu diễn bởi hình bên này. Hỏi khẳng định nào đây là khẳng định đúng ha, y bằng f phẩy x ha. Ha, y bằng f phẩy x ha, mình để ý là được biểu hiện bởi hình này, tức là cái đường này là đường y phẩy chứ không phải là đường cuốn y. Bây giờ y phẩy thì mình xét gì, xét coi coi nó dương hoặc là nó âm. Y phẩy mình chỉ coi nó dương hoặc âm, thì thấy y phẩy nó âm ở trên khoảng từ thầy vẽ ra cho mấy em dễ nhìn ha, nó âm ở trong khoảng từ 2 đến 4 và nó dương ở ngoài cái khoảng đó. Như vậy thằng y này, y phẩy của nó như thế này thì y của nó phải như thế nào? Nó phải bé hơn trừ 2 hoặc là lớn 4 thì nó mới đồng biến, và từ 2 đến 4 nó nghịch biến ha. Đồng biến, nghịch biến trong khoảng từ 2 đến 4 là đúng nè. Từ 2 đến 4 nó đồng, nó nghịch biến nè ha, từ 2 đến 4. Mấy em để ý ha, để ý cái đề nó. Rồi à, ta qua câu 65. Câu 65 cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên r, đồ thị hàm số y bằng f phẩy x được biểu diễn bởi hình bên, khẳng định nào đây là sai. F phẩy x nữa ha, thằng này là cái đường y phẩy thì chúng ta chỉ xét những cái ở vị trí là số 1 này thôi, ta chỉ xét duy nhất ở vị trí số 1 này thôi, tại vì vị trí 1 này nó làm cho đồ thị nó chia cắt ở dương và âm. Nên như vậy là ở trừ 1 trở về sau thì nó dương và dưới này nó âm. Vậy khẳng định nào đây này, đồng biến ở trên khoảng từ 1 đến dương cùng và nghịch biến từ âm vô cùng đến 1. Đây, nghịch biến khoảng từ âm vô cùng đến 1, ta chọn ngay câu này ha. Còn những cái số 4 với số 2 là 7, số 4 với số 2 là 7. Số 4 với số 2 là 7 nè. Từ 1 đến dương vô cùng thì nó đồng biến. Đồng biến trong khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Tức là trong khoảng từ 1 đến dương vô cùng á thì y phẩy của nó lớn bằng 0. Y phẩy lớn bằng 0. Ủa đồ thị này đúng rồi mà ta. Hồi này cũng đúng nè, trong khoảng từ âm vô cùng. Hình như khoan, hình như á, bậy. Đề nó hỏi là khẳng định sai mấy em, khẳng định sai. Bây giờ á, trong khoảng từ 4 đến dương vô cùng thì nó đồng biến thiệt, tại vì số 4 đến dương vô cùng là đi từ đây nè, này đúng. Từ 1 đến dương vô cùng nó vẫn là đồng biến đúng. Nghịch biến từ âm vô cùng đến 1, câu này để thầy suy nghĩ lại. Từ 2 đến 4 hàm số đồng biến mà nghịch biến 7. Khẳng định này sai ha, từ 2 đến 4 nó phải đồng biến chứ không phải nghịch biến. Tại sao thầy mới suy nghĩ lại này? Tại vì nhìn cái dạng đồ thị này hình như là nó có cái đường tiệm cận. Đường tiệm cận ở đây thầy không biết có phải hay không thôi. Có thể nó có đường tiệm cận ở vị trí x bằng 1/2. Nhưng mà này thì nếu mà đường tiệm cận nó phải vẽ cho mình chứ đúng không? Cho nên thôi câu này đúng ha. Rồi ok. Con vẫn còn ngon lành ha. Qua tiếp câu 66 đi. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên r, cái hàm này có đạo hàm ở trên r. Vẫn là cái đồ thị biểu diễn ha, y bằng f'x ha. Đề nó cũng hay đi chứ. Khẳng định nào sau đây sai. Rồi, bây giờ thằng này thì mình chỉ coi ở khoảng 3/2 đến 3/2 là nó chia cắt đồ thị giữa phần dương và phần âm. Bên này á, ở dưới 3/2 là ở vị trí này thì y của nó nằm ở trên trục hoành, tức là nó dương. Từ khoảng 3/2 thì nguyên phần đồ thị nằm dưới trục hoành cho nên nó âm và bên này nó dương. Rồi ok. Rồi, hàm số đồng biến trên khoảng từ -1 đến 0, khẳng định sai nhá, thì chúng ta phải xét từng câu. Khẳng định đúng thì chúng ta coi câu nào đúng chúng ta chọn thôi. Từ -1 đến 0. -1 đến 0 là ở đây nó nghịch biến ha. Tại vì ở này là -1/2 thì -1 ở khu này và 0 ở khu này luôn. Dưới 3/2 mà. Cho nên nó nghịch biến. Câu này sai. Câu này sai. Chọn luôn đi. Rồi, hàm số nghịch biến trong khoảng từ -3/2 đến -1, -3/2 đến -1 vẫn là nghịch biến đúng không? -3/2 đến -1 vẫn nghịch biến và từ 0 đến 1 vẫn nghịch biến. Vẫn nằm ở trong cái khu nghịch biến này. Âm vô cùng -3/2 đồng biến và từ 3/2 vô cùng đồng biến, đúng không? -3/2 nghịch biến đúng luôn. Khẳng định 3, khẳng định BCD đều đúng cả. Rất là nhanh ha. Câu 67, tìm tất cả các giá trị thực của M để hàm số này đồng biến trên R. Chúng ta đi qua cái dạng là tham số rồi, chúng ta đi qua dạng trắc nghiệm về tham số. Tìm tất cả giá trị của M để nó đồng biến ở trên R, đồng biến trên R. Thì bài này mấy em có thể xài table, hoặc nếu mà tự tin thì mấy em có thể là làm nhanh. Thầy thấy là làm theo kiểu tự luận thì nó cũng nhanh á, nó cũng nhanh á. Làm tự luận thì nó cũng khá là nhanh á. Thôi, cái dạng như dưới này thì mình làm trắc nghiệm cho nó nhanh ha. Làm máy tính casio cho nó nhanh. Thôi bài này thầy vẫn làm mod 7
Thầy sẽ nhập phương trình là x mũ 3, nó hơi chậm á. Bài này thì thấy nó hơi chậm. Bây giờ mấy em thấy là trên cái khoảng này á, nó có là khác 1 với 1 và lớn 1 bé 1. Cái điểm vị trí chủ chốt của chúng ta là số 1 này. Và chúng ta xét hai vị trí. Vị trí đầu tiên á là 2 và vị trí này á là -2. Dạng vậy ha, mình xét thôi không đi, không cho nó nhanh. -2 không là hai phía ở 1. Nếu mà 2 nó ok á thì chúng ta lấy cái câu B này. Nếu mà 2 không ok á thì chúng ta coi lại tiếp ha. Bây giờ chúng ta sẽ coi lại. Bây giờ chúng ta thế số 2, số 0 trước ha. Số 0 trước thì mình được 2 nhân 0 trừ 3x cộng đi 1. Đó là số 0 trước. Bây giờ R nè. Thầy thế là x mũ 3, vẫn là x mũ 3 trừ đi. Bây giờ thế số 2 bằng 26 trừ 6 bình, trừ 6x bình. Thằng này là 4 trừ 1 9x. Và chúng ta cộng đi 1. Rồi ok ha. Bây giờ thầy star là trừ 9 đến 9. Tại vì thường nó ở cái khu này thôi. Thầy xếp tiếp nè. Fx nè, đang giảm nè. Để yêu cầu là đồng biến đúng không? Mà tại 2 nè. Nó đang tăng. Âm 700, âm 400, 300, 100. Âm 51, 17, 1, 3. 3 nó xuống 1. 1 nó xuống nữa mấy em. Rõ ràng là đối với số 0 là không nhận. Số 0 là không nhận rồi. Cho nên những thằng nào mà bé 0 là loại nè. M bé 0 là loại được cô C nè. Bây giờ chúng ta xét tiếp số 2 nha. Ta xét tiếp số 2. Số 2. Bây giờ chúng ta vẫn muốn là nó giảm ha. Mấy em thấy là bây giờ nó giảm nè. Nó tăng chứ. Vẫn muốn nó tăng. Để đồng biến trên tập xác định nó mà. Vẫn muốn nó tăng. 4, 3, 1, 1, 4, 9, 15, 1. Tăng lên 5 nè. 5 cái giảm xuống 3. 3 cái nó giảm xuống 1. Vậy là ở vị trí 2 này cũng loại rồi. Như vậy chỉ có khác 1 không em? Loại luôn thằng này, ở 2 mình loại luôn này, có khác 1 được không? Loại luôn thằng này đúng không? Tại sao vậy? Nếu mà nó khác 1 thì nó phải nhận 0 với nhận 2 chứ. Cho nên đáp án chúng ta sẽ là câu D. Nha, đáp án chúng ta sẽ là câu D. Ta khảo sát như vậy. M bằng 1. Thì nó đồng biến cho nên là chỉ duy nhất một cái thằng M bằng 1 mà thôi. 5 xuống 3 nè, nó xuống nè, xuống 1 nữa nè. Nó nghịch biến hen. Rồi thầy khảo sát rất là đúng nha. Để coi lại coi, hồi nãy thầy thế là số 0 vào thì được là trừ 3x cộng 1, đúng rồi. Thầy thế số 2 vào là trừ 6x bình. Thế số 2 vào là 4 trừ 1, 3, 9, đúng rồi, cộng 1. Hợp lý ha, hợp lý nha mấy em. Rồi ok, đáp án của chúng ta là câu D. Giờ chúng ta đi sang câu 68 là câu 68 là câu nhất thiết mình phải làm cái đó thôi. Rồi, thằng này câu 68 á, mấy em thấy là những cái điểm móc á, điểm móc á, chắc chắn của chúng ta đó là trừ 1, trừ căn 6 và căn 6 trừ đi 1, trừ 1 cộng căn 6 và trừ 1 trừ căn 6. Điểm móc chắc chắn, bài này thì chúng ta thấy nghiệm của đạo hàm chắc chắn là thằng này. Thì rõ ràng đề yêu cầu là đồng biến. Mấy em nhìn thầy suy luận nè. Nhìn thầy suy luận nha. Nghiệm của đạo hàm trong cái bài này chắc chắn là trừ 1 cộng trừ 1 trừ căn 6. Trừ 1 trừ căn 6 và trừ 1 cộng căn 6 sắp xếp theo tự tăng dần rồi. Thì mấy em thấy tiếp tục nè. Cái hàm này là hàm bậc 3. Hàm bậc 3, A của nó là dương. Như vậy nếu mà nghiệm của đạo hàm là hai vị trí này thì trong trái ngoài cùng. Như vậy rõ ràng đáp án của bài toán này á, không có đường nào khác nữa. Muốn nó đồng biến trên tập xác định nó thì delta, tức là y phẩy của nó phải lớn hơn không. Y phẩy lớn không khi nào? Khi nó bé hơn hoặc bằng trừ 1 phần trừ 1 trừ căn 6 và trừ 1 cộng căn 6, lớn hơn trừ 1 cộng căn 6. Nên đáp án ta sẽ là B. Nhưng mà để chắc ăn hơn, để giá hơn thì chúng ta sẽ đi tính ha. Trừ 1 trừ 6 chúng ta thế là khoảng âm 10 vào, và chúng ta thế 10 vào đây, tức là dương vô cùng á. Ta thế âm vô cùng với dương vô cùng vào. Chúng ta có x mũ 3. Ta thế 10 vào trước đi ha. 2 trừ 10 ra là trừ 8 x bình. Ta thế 10 vào 20 trừ 3 ra trừ 10 là 17, trừ 17 x cộng 1. Là thầy thế số 10 vào. Bây giờ thầy thế là trừ 10 nè. Thầy thế trừ 10 vào thì thầy cũng có x mũ 3. X 3 ha. Trừ 10 cộng ra 12 x bình. Trừ 10 trừ thêm 3. Trừ 23. Cộng 23 x. Cộng 23 x. Và chúng ta cộng đi 1. Rồi ok ha. Chúng ta có. Để thầy coi lại coi. Cộng 23 x đúng không ta? Nãy thì bấm thì quên nhìn lại. Rồi ok. Star cũng trừ 9 và n là 9, step là 1. Ok ha.
giờ chúng ta muốn á, là hàm số đồng biến à, thì nó phải tăng dần luôn, tăng hoài luôn. 4, 2, 1 nè, 4, 7 nè, 5, 9. Giảm rồi mấy em, 9 giảm xuống 1 rồi. Chúng ta số 10 là chúng ta lội rồi. Bây giờ âm 10 thì sao? Âm 10 thì khúc này có gì không? Cũng vậy. Nó tăng lên rồi nè mấy em. Nó tăng âm 11 nè, âm 5 thì tự nhiên xuống âm 11. Âm 5 lên không? Nó đang lên. Tự nhiên xuống âm 5 thì lên. À, như vậy là hay chà. Không lại cái lý luận của mình là sai ta. À, thầy lý luận gì đúng mà. Nhưng mà trên thực hành thì chúng ta thấy là nó sai rồi, đáp án B này sai rồi. Như vậy chỉ còn chúng ta chỉ còn cần xét hai cái khoản thôi. Chúng ta cần xét hai khoản thôi. Cái khoản đầu tiên là một cái điểm móc, cái điểm móc là có nhận hay là không. Có nhận hay không? Cái khoản thứ hai á, đối với câu A, B và D á, thì khoản thứ hai chúng ta lấy một điểm nào đó nằm ở trong cái khoản này, tức là thế điểm không vào. Không thì nằm trong khoản này. Đầu tiên là thầy lấy số 0 vào, thấy là thầy làm không ra nên thầy buồn quá hả? Cộng 2 x bình nè. Thằng này là thế số 0 vào ha. Thì 2 nhân 0, 0 trừ 3 là cộng 3. Thằng này mình sẽ cộng 3 x và bằng 1. Rồi thằng này thì mình nhập lại từ đầu đi, x mũ 3. Thằng này mình sẽ thế một cái móc, thầy thế là căn 6 trừ 1 đi. Thầy thế cái móc là căn 6 trừ 1. Cộng đi 2 trừ đi căn 6 trừ 1 thì thầy sẽ cộng 1. Ô trời ơi. Cộng đi mở ngoặc là 2 nè, trừ căn 6 nè. Căn 6 trừ 1 không là trừ căn 6 cộng 1. Trừ 6 cộng 1 thầy bỏ ngoặc luôn á. X nè. Bình nè. Trừ đi mở ngoặc 2 lần căn 6, căn 6 trừ 1, trừ 1 đóng ngoặc lại là 2m nè. Trừ đi 3 đóng ngoặc lại nhân với x và chúng ta cộng đi 1. Ta cộng đi 1, kiểm tra lại rồi ok. Sai 99 rồi ok. Bây giờ cái thằng đầu tiên thì thế số 0 vào, tức là một điểm đó nằm ở trong cái khoảng này, một điểm đó nằm trong khoảng này thầy coi nè. Nó vẫn đang tăng nè ha. Tăng nè, âm 5 âm 1 lên 1 7 2 3. Ok, một cái khoảng, một điểm nó ở trong khoảng này, tức là số 0, số 0 thì thỏa mãn. Nó vẫn tăng nè. Mấy em thấy là nó vẫn tăng lên. Như vậy số 0 thỏa mãn thì chúng ta sẽ chọn câu C hoặc là câu D. Kế đến đó, thầy sẽ thử cái đầu múc. Đầu múc là M bạn này, coi nó có tăng không nha. Vẫn đang tăng mấy em. 5 0 x 4 lên 1, 2 lên 11. 33 74 100 mấy. Rồi ok, nó vẫn tăng. Như vậy là nhận hai đầu múc và nhận luôn ở chính giữa, cho nên là thầy sẽ chọn câu C đáp án của chúng ta. Hey cha, tại sao câu này nó sai ta? Đạo hàm của nó là 3 x bình cộng kia. Thì điều kiện là delta phải bé hơn không mà. Thầy bậy rồi. Cái thằng này không phải là nghiệm em. Thằng này không phải là nghiệm của đạo hàm. Thằng này không phải nghiệm của đạo hàm. Thằng này là nghiệm của delta mà, xét gì là sai rồi, cho nên lý luận ngay từ đầu là sai. Nha. Sai. Hiểu rồi. Cái đó đó M này là M của delta. Cái này là M chứ không phải là x. Thầy lộn, xin lỗi. Qua câu 69. Nó tìm tất cả giá trị thực của M để hàm số này vẫn là cái cách như cũ, vẫn là sử dụng máy tính là cách an toàn và tối ưu nhất nha. Sử dụng máy tính là an toàn và tối ưu. Câu 69, tìm tất cả giá trị thực. Cái này là sai ha, sai cái này. Tìm tất cả giá trị thực của M để hàm số này nghịch biến trên R. Trời ơi, dễ quá. Để nó nghịch biến trên R đúng không? Cách của chúng ta vẫn là đi thử đúng không ta? Ta vẫn đi thử, nhìn cái kiểu này thì chúng ta sẽ thử. Chắc là mình làm rồi mình giải quyết tạm đi. Trừ 3 lần x bình nè. Trừ 3 lần bình cộng đi 2mx và trừ đi 3. Ta tính thằng này á, nghịch biến trên R thì A âm rồi, delta phải bé hơn 0. Dễ hơn đúng không? Tại vì bài này thấy chỉ có M đơn giản thôi, cho nên là mình thử, mình tốn thời gian của mình. Delta phẩy mà bé hơn 0 á là B phẩy bình là M bình. Trừ cho AC là cộng đi 9. Trừ đi 9 chứ lộn, trừ 9. Nó phải bé hơn bé hơn 0, bé hơn bằng 0. Nghịch biến trên R thì nó phải bé hơn hoặc bằng 0. M bình trừ 9 bé hơn bằng 0. Điều đó có nghĩa là gì mấy em? M bình trừ 9 mà bé hơn bằng 0, tức là M sẽ nằm trong khoảng từ trừ 3 đến 3. Đáp án ta sẽ là câu D.
Rất là dễ, rất là dễ. Rất là dễ. Rồi ok, qua câu 70. Tại vì cái thằng này á mình thấy là mình biến đổi nó khá đơn giản. Thằng này thì thầy thấy cũng khá đơn giản lắm em, câu này nè, đồng biến trên R nè. Câu này á nếu mà mình biến đổi, tại vì thằng này coi như bỏ đi, bỏ đi, mình đâu cần nó đâu. Mình chỉ cần cái thằng cuối này thôi. Mình chỉ cần cái thằng 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 này thôi. Đó, thì ok rồi, thằng này thì 3x bình nè. 3x bình là trừ đi 6x nè, cộng đi 3 lần m cộng 2. Đúng không? 3x bình trừ đi 6x cộng 3 lần m cộng 2. Thì đây chính là cái delta của nó. Ok, y phẩy của nó. Bây giờ mình sẽ tính delta phẩy, y phẩy của nó dương nè. Hàm số đồng biến trên R á, thì y phẩy phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Mà a nó dương rồi thì lớn bằng 0 thì chỉ có cái trường hợp là delta phẩy nó âm thôi. Delta phẩy nó bé bằng 0 thôi. Bé bằng 0. Delta phẩy bé bằng 0 á, thì mình sẽ thấy được á, delta phẩy là b phẩy bình trừ c, b phẩy bình á, là 9. B phẩy bình là 9. 9 trừ đi a c là 3 nhân 3 cái là 9 trừ đi 9 lần m cộng 2. Nó phải là một số bé hơn hoặc bằng không. Thì mấy em thấy á, 29 này bỏ đi ra 1 1 trừ trừ m, tức là 1 trừ m trừ đi 2 bé bằng 0. M sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 1, lớn hơn hoặc bằng trừ 1, đáp án ta sẽ là C. Mấy này thì dễ rồi, mấy này biến đổi khá dễ. Thằng này cũng vậy, thằng này y chang câu trên mấy em. Đồng biến trên R, đồng biến rồi, hai con này y chang nhau luôn. 3m cộng 2 cộng 3m. Ê, bài này copy mà không 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 đổi đề nè. Copy mà không đổi đề nè. Tìm tất cả tại vì nó không có đáp án m lớn bằng 1. Câu hỏi thì y chang nhưng mà không có đáp án giống nhau. Rồi tìm tất cả chỉ thực của m để hàm này đồng biến trên R. Cái hàm này đồng biến trên R hả? Hơi sợ ơi dễ ẹt. Hàm này mấy em thấy là nó có là x bình phương. X bình phương, đạo hàm của nó là x bình 3 lần x bình. 3 bình trừ đi 3 lần m cộng 1. Thì hàm này á, nó muốn á, đồng biến trên R thì phải lớn hơn hoặc bằng 0. Lớn bằng 0 thì em bỏ số 3 đi, bỏ số 3 đi. Thì x bình trừ đi m cộng 1 lớn bằng 0, điều đó có nghĩa là m cộng 1 phải là m cộng 1 phải phải bé hơn hoặc bằng 0. Muốn này lớn bằng 0 thì m cộng 1 phải bé bằng 0. Đúng không? Phải bé bằng 0. Nó phải là số âm. Nếu á, mà nó là số dương đi, chỉ cần nó dương chút xíu thôi, nó dương chút xíu thôi. Thì chắc chắn á, nếu này dương chút xíu quá thì chuyển giới qua là x bình lớn bằng một số nào đó thì chắc chắn á, nó bậy. Mình phải có cái dạng là x bình cộng với một số dương nào đó, cộng số dương nào đó thì nó mới lớn hơn bằng không được. Thì m bé bằng trừ 1. Bán ta sẽ là câu A. Bé bằng trừ 1 ha, mấy này thì khá là dễ mấy em. Không cần phải lấy máy tính ra mà thử đâu. Mấy này thấy dễ. Đạo hàm của nó là x bình phương. Câu này câu số 73, đạo hàm nó x bình cộng đi 2m x cộng 2m x cộng đi 4 ha. Ta tính delta phẩy. Delta phẩy là b phẩy bình. B phẩy bình đó là m bình trừ đi ac là trừ đi 4 ha. Delta phẩy là b phẩy bình là m bình trừ đi ac là trừ đi 4 bé hơn hoặc bằng 0. Bé bằng 0 tức là m phải nằm trong khoảng từ trừ 2 đến 2. Đáp án ta sẽ là câu B. Ôi sao dễ quá. Cái câu số 74 là câu câu mà nó không dễ nè. Câu 74 là câu mình phải nhân delta nhiều. Mấy em thấy là hơi bị phức tạp, cho nên là bài này thầy sẽ bấm máy một cái nữa rồi mình nghĩ ha. Bấm máy một cái nữa. Tìm tất cả giá trị thực của m để hàm này nghịch biến trên R. Để em thấy là nó nghịch biến thì yêu cầu là delta phẩy nó phải bé bằng 0. Thằng A của nó là m cộng 1 cũng cũng phức tạp lắm mấy em. Bài này thì thầy thấy là trong khoảng từ trừ 7 đến trừ 1 chỉ có này thôi. Cho nên khi mà thế thầy sẽ thế là một cái điểm nào đó nằm trong khu này, tức là trừ 2, và điểm nào đó nằm ngoài khu này là không. Không thì thường chọn số 0 cho nó nhanh. Mình thế cho nó nhanh. Đầu tiên thì thế trừ 2 ha, trừ 2 cộng 1 gọi là trừ 1 trừ x mũ 3. Trừ 2 cộng 1 gọi là trừ x bình. Rồi rất là dễ, trừ 2x cộng 2. Đó là một số trừ 2. Bây giờ tới số 0. Số 0 đó, thầy sẽ x mũ 3 cộng x bình. X mũ 3 cộng x bình rất là nhanh mấy em. Trừ đi 2x cộng 2. Mình thế vô rồi mình khảo sát cái hàm số này. Vẫn là start từ trừ 9 đến 9 và step là 1. Chúng ta thấy cái số này nó tăng dần nè. Rõ ràng đề yêu cầu là nghịch biến. Thầy xin lỗi ha, nó giảm dần. Nó giảm dần 600 mấy, 400 mấy, 300 mấy, 100 mấy, 50 mấy, 14. Xuống 2 nè. Xuống trừ 2 luôn, trừ 4, trừ 18. Ok, cái số trừ 2 này là ok, xác nhận số này được.
Số này xác nhận là ok ha. Bây giờ chúng ta coi số 0 như thế nào nha. Số 0 á, là nó vẫn là đi lên, nó vẫn đang đi lên nè, trừ 6 mấy đi lên nè, 4 mấy, 2, 1, 8, 3, 1, 2, 4. Ôi trời ơi, 4 nó giảm xuống 2 nè mấy em. 2 tăng lên 4, 4 giảm xuống 2 là nó có khoảng nghịch biến rồi, cho nên số 0 này không được. Thằng nào chứa số 0 này đâu? Lớn bằng trừ 1 loại, lớn bằng trừ 1 có chứa số 0. Bé bằng trừ 7, à bé bằng trừ 7 mà có thằng trừ 2 này nó thỏa mãn rồi, thằng này cũng chưa ấy ha. Từ trừ 7 đến trừ 1 có trừ 2 ok. À, từ trừ 7 đến trừ 1 có dấu bằng. À, thằng này nó không có dấu bằng. À, thằng A nè, thằng C nè với thằng D này nó khác nhau ở chỗ bé bằng trừ 7 mà có số 2 thôi thì loại luôn thằng D ha. Thằng số 2 này phải nhận, nhưng mà thằng D này nó không nhận số 2, là loại nó chỉ có con A và con C thôi, cho nên nó khác nhau ở chỗ là M bằng trừ 1. Cho nên thầy thử thêm một lần nữa, thầy thử thêm một lần nữa là trừ 1. 1 trừ 1 không, không. Ô à, trừ 1 thì này là không, này là không, thì này là gì mấy em? Trừ 2x cộng 2 thành hàm số là trừ 2x cộng đi 2, thì hàm số này là hàm số bậc nhất và nó nghịch biến. Còn cái hàm số này đâu quy định là hàm bậc 3 đâu, đâu cần điều kiện m cộng 1 phải khác không đâu, cho nên vẫn nhận cái thằng trừ 1 đúng không? Đáp án ta nên là câu C đúng hơn, đúng không? Câu C đúng không? Đúng không? Với m bằng trừ 1 thì cái hàm số y này nè, cái dạng của hàm số này là như vậy, nó có thể là bậc 3, bậc nhất tùy thôi. Nếu mà m bằng trừ 1 đâu có để đâu yêu cầu đây phải là hàm bậc 3 đâu, hàm bậc 3 thì điều kiện mới là m cộng 1 phải khác không, tức là m phải khác trừ 1. Mỗi giờ cái hàm này á, nó là cái hàm nó không nói gì cả, nó chỉ nói là cái hàm số y thôi, thì mình vẫn lấy cái thằng trừ 1 này vào. Khi mà giải bài tự luận bài này á, thì mình sẽ xét hai trường hợp. Trường hợp 1, a bằng 0, tức là m cộng 1 nó bằng 0, tương đương với m bằng trừ 1, thì cái phương trình này trở thành là y bằng trừ x cộng 2 nghịch biến trên r. Ok, mình mới đi qua cái trường hợp thứ hai là m cộng 1 phải khác không, thì mình mới tìm ra điều kiện là câu a. Nắm được vấn đề không? Cái giải của bài này nè mấy em, có thể coi là cái phần hàm số của thầy thì giải tự luận á, cái chuyên đề hàm số của thầy á, thì mấy em sẽ hiểu rõ hơn nha. Bài toán này thì thầy chọn câu C là chính xác nhá. Rồi thôi, tạm tạm nghỉ, nhiều quá, nó nhiều mệt quá.